Chào mừng các bạn đến với kênh Tú Lê miền Tây của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục một cái món bánh trung thu rau câu nha các bạn. Hôm nay sẽ là một hương vị mới nha. Bên trong sẽ là nhân phô mai nè, còn ở ngoài sẽ là hương vị của xì tin nha. Rất là ngon và béo các bạn. Cái màu nó rất là tươi luôn nè, trong và giòn. Cách làm cũng cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào bếp nha. Và ở đây mình sử dụng ở đây là 4 miếng phô mai nha các bạn. Đường, một chai xì tin, khuôn để đổ và một cái khuôn để làm nhân nha các bạn. Cái khuôn làm nhân này các bạn nếu không có thì mình có thể sử dụng cái nào mà chén hoặc là một cái gì cũng được. Mình đổ xong rồi cái mình cắt ra các bạn, mình cắt cho nó vừa với lại cái nhân thôi, chứ không có cần mà mình phải có cái khuôn này nha. Ở đây thì mình sử dụng hai loại rau câu nha các bạn. Mình sử dụng rau câu dẻo và rau câu giòn luôn nha, hai loại luôn ha. Bây giờ mình sẽ đi ngâm cái phần bột rau câu này cả nha. Mình sẽ cho vào đây 100g đường nha các bạn. Tại vì cái xì tin của mình nó đã ngọt rồi đó, cho nên mình chỉ để 100g thôi nha. Bột rau câu giòn thì mình sẽ cho 2 muỗng cà phê nha các bạn. Đây, 2 muỗng cà phê. Và bột rau câu dẻo thì mình chỉ cho 1 muỗng cà phê thôi nha. Mình trộn đều lên nha các bạn. Sẽ cho vào cái thau này là nửa lít nước nha các bạn. Vì một xíu nữa mình sẽ dùng với lại xì tin đó, cho nên mình để ít nước thôi. Và mình cho cái phần rau câu vào luôn nha, và đường vào luôn. Mình sẽ khuấy tan ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để cho nó tan rau câu ra trong vòng 20 phút ha. Trong khi mà đợi cái phần rau câu mình nở đó, mình sẽ lột cái phần phô mai này ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ở bên cái phần rau câu hồi nãy mình ngâm á, mình cho vào đây một quá nha. Một cái giá này nè, một giá nước này ha, cái giá nhỏ nha các bạn. Và mình cũng cho vào đây thêm một giá nước luôn nha các bạn. Tại vì cái rau câu đó hồi nãy mình ngâm ít nước nha. Đây, mình sẽ cho vào đây thêm một giá nước. Rồi mình sẽ bắt lên bếp mình nấu nha các bạn. Mình sẽ cho cái phần phô mai vào đây để mà mình nấu nha các bạn. Mình nấu cho nó tan chảy cái phần phô mai này ra luôn nha. Mình nấu nếu mà cái phần phô mai nó còn lợn cợn á, các bạn có thể lượt qua cái rây nha. Mình lượt qua rây cho cái phần phô mai của mình nó được mịn ha. Giờ cái phần phô mai của mình cũng đã được hơi kẹo rồi, mình sẽ đổ vào khuôn nha các bạn. Cái phần phô mai này các bạn nếu mà thích ngọt á, mình có thể thêm đường nha. Nếu mà các bạn nào thích ngọt á thì mình thêm đường ha. Rồi bây giờ mình sẽ đem vào tủ lạnh mình để cho nó đông lại nha các bạn. Trong khi chờ đợi cái phần mà thạch của mình nó đông á các bạn. Cái thạch phô mai của mình đông á, rồi mình sẽ nấu cái phần rau câu này nha. Các bạn muốn mà rau câu mình nó mịn á thì các bạn có thể rây qua nha, còn không rây cũng được ha.
Mình sẽ cho cái phần xì tin này vào luôn nha các bạn. Mình sẽ cho vào luôn. Trời ơi, cái màu nó đẹp. Cái màu nó lên rất là đẹp các bạn. Mình sẽ cho hết cái một chai đó luôn nha các bạn. Cái màu nó đẹp mê ly luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu sôi lên ha. Rau câu của mình được sôi thì mình vớt bọt nha các bạn. Nè, vớt bọt nha. Và mình mở lửa nhỏ thôi. Mở lửa vừa vừa thôi các bạn. Một cái màu trời ơi nó đẹp mê ly luôn. Vớt mấy cái phần bọt này nè các bạn. Khi mà mình đổ á, rau câu mình nó mới được đẹp, nó không có bị bong bóng. Phần rau câu của mình nấu là kẹo kẹo như thế này là được rồi đó các bạn. Nè, các bạn thấy cái nước hơi sánh sánh nha, là nó được rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đổ nha các bạn. Đây là cái khuôn của phần nhân phô mai của mình á, thì nó cũng đã đông rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ cho vào một ít thôi nha các bạn. Đây nè, một ít thôi ha. Đó, như thế đó. Mình sẽ cho vào một ít thôi. Rồi sau đó mình mới bỏ nhân vào nha các bạn. Mình sẽ lấy nhân mình bỏ vào ha. Trời ơi, cái nhân của mình nó rất là mịn luôn á các bạn. Nó mịn ngần luôn á. Giống như là cái gì? Bánh lăng mình đó các bạn. Các bạn nhìn nó mịn nè. Rồi nó mịn ngần luôn á, giống như bánh lăng của mình vậy đó. Ở cái lần này á các bạn, mình chỉ đổ một màu thôi ha. Và mình để vào thì mình sẽ đổ cho đầy khuôn luôn nha. Mình chỉ đổ một màu thôi. Cái nhân phô mai của mình nó rất là mịn luôn các bạn, rất là ngon luôn á. Các bạn sẽ đổ hết những cái phần này ha. Rồi mình chỉ đổ ngang cái mức này là các bạn. Khi mà cái rau câu mình nó được hơi đặc chút xíu bên bề mặt á, thì mình sẽ đổ lớp thêm thứ hai nha. Tại vì mình cho cái phần nhân này nó nằm ở chính giữa đó các bạn. Tại vì nếu mà mình đổ đầy luôn á các bạn, thì cái nhân của mình nó bị nổi lên á, là cái nhân của mình nó không được đẹp ha. Bây giờ mình chỉ để, mình chỉ đổ ngang đây thôi chút xíu thôi, mình chừa lại chút xíu ha. Cái phần rau câu bên kia thì các bạn vẫn mở lửa nhỏ nha. Khi mà mình kiểm tra các bạn, mình thấy nó hơi đông ở phía mặt là được rồi ha. Không quá cần đông cứng luôn nha các bạn. Nó cũng có cái độ giữ, cái độ đông á, nó giữ cái phần nhân của mình lại rồi ha. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần hết luôn nha. Mình sẽ đổ đầy hết luôn nha các bạn. Mình làm như vậy đó, cái nhân của mình nó mới nằm ở chính giữa. Nếu mà mình đổ đầy hết luôn thì cái nhân của mình nó sẽ nổi lên nha các bạn. Rồi bây giờ chỉ việc là mình chờ cho nó đông thôi ha. Cái rau câu mình đã bỏ tủ lạnh các bạn, và nó đã đông lại nè. Các bạn nhìn cái phần nhân của mình nó nằm ở phía dưới ha. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn coi nha. Các bạn lấy thì các bạn lấy cái tay á, các mình nhắn như thế này nè, cho nó xúc ra trước ha. Rồi mình hãy lấy ra, nó mới dễ lấy hơn nha. Đây các bạn, quá là hấp dẫn luôn các bạn. Một cái màu đỏ của xì tin đó các bạn. Một cái màu đỏ của xì tin rất là đẹp luôn các bạn. Và mình có những chiếc bánh thật là đẹp luôn. Các bạn thấy cái phần nhân nó nằm ở phía dưới ha. Nè, nó nằm ở phía dưới đây nè. Rồi chút xíu nữa mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Và mình đã lấy ra hết rồi nè các bạn. Cái màu đỏ may mắn ha.
rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha, cái phần nhân ở chính giữa nha các bạn. Cái màu đỏ chói ló luôn. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn coi nè. Ở bên trong nó sẽ có nhân như thế này nha các bạn. Rất là đẹp luôn đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Cái nhân nó rất là mịn và thơm mùi phô mai các bạn, rất là ngon luôn. Mình đảm bảo là các bé sẽ rất thích luôn á. Yêu quý hãy đăng ký kênh ủng hộ mình ha, cho mình một chia sẻ ha và một like nha. Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người thành công trên cái món bánh trung thu rau câu nha.